Hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ hướng dẫn cách làm cây bằng lăng tím ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Xin mời cả nhà và các bạn cùng xem Trần Canh đang làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật thương mại xây dựng Phúc Lâm. Hôm nay có giám đốc công ty Phúc Lâm ở nhà Trần Canh đến làm cây bằng lăng tím cho ra hoa vào đúng dịp mùa xuân Tết Nguyên Đán 2021. Xin mời cả nhà và các bạn cùng xem. Thưa cả nhà và các bạn, đây là giám đốc của công ty Phúc Lâm. Và anh công ty Phúc Lâm này có hai cây bằng lăng tím này. Hôm nay anh Phúc Lâm nhờ Trần Canh làm cho hai cây bằng lăng tím này ra hoa đúng dịp vào mùa xuân. Mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh làm nha. Xin mời.
Thưa các bạn, vừa rồi các bạn đã xem Trần Canh cách làm cho cây bằng lăng tím ra bông đúng dịp Tết Nguyên Đán 2021. Cả bạn nhà và các bạn cứ làm theo như Trần Canh thì cây bằng lăng tím này ra hoa theo ý muốn của các bạn làm. Và các bạn làm đúng như Trần Canh làm thì các bạn sẽ có một cây bằng lăng tím ra hoa theo ý muốn. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cho tất cả các bạn hướng dẫn làm cho cây bằng lăng tím tại công ty Phúc Lâm cho cây bằng lăng tím ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã xem hết video clip của Trần Canh và thấy nội dung này hay thì hãy like cho kênh Trần Canh Optical. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.